Bạn đang xem là bộ sưu tập các phương tiện nhanh nhất mà con người tạo ra trong lịch sử. Từ chiếc xe đạp đầu tiên trên thế giới cho tới tàu vũ trụ Virgin Galactic, tôi sẽ trải nghiệm tất cả chúng. Và nó không phải là kỹ xảo CGI, vì đây là bằng chứng. Thành thật mà nói thì tôi đã phải chi rất nhiều tháng để thực hiện video này. Tôi đã phải đi khắp nơi trên thế giới mới có thể tiếp cận được những phương tiện này. Bởi vì tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để được thực hiện được trải nghiệm tốc độ này, ngay cả khi nó phá hủy sức khỏe của tôi. Nỗi đau chỉ là tạm thời thôi, nhưng tốc độ là mãi mãi. Đầu tiên, ta sẽ đi chiếc xe đạp đầu tiên trên thế giới. Video này mà edit theo giá trị phương tiện thì nó sẽ còn khủng hơn cả tập MrBeast tương tự vừa rồi. Video của ấy đăng tải một ngày trước đạt 3,2 triệu lượt xem, hơi thấp so với giá trị tập này. Đến tận xưởng, gặp tận nơi chủ nhân sở hữu chiếc xe đạp kiểu cũ này. Đây là xe đạp mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, thật là crazy. Nhân vật chính này, mọi người phản ứng như thế nào khi nó được tạo ra vậy? Đó là một sản phẩm mới lạ của người giàu. Thế thì tôi giống như một tỷ phú vào những năm 1800, tôi sẽ khỏe chiếc xe đạp này. Ông nghĩ tốc độ của nó là như thế nào? Tốc độ nhanh mà cậu có thể chạy và giữ thăng bằng mà không bị ngã và không làm hỏng xe của tôi nữa thì cậu phải đền. Đây là một bước tiến nhỏ đối với loài người và là bước tiến nhảy lớn về tốc độ. Tốc độ á? Đây sẽ là chiếc chậm nhất mà tôi sẽ điều khiển trong toàn bộ video này, vì mọi thứ sẽ nhanh dần từ đây. Lý do tôi làm video này vì từ một clip trên YouTube so sánh tốc độ chạy của người đàn ông với các phương tiện nhanh nhất mà loài người đã tạo ra, nên tôi đã quyết định cố gắng tái tạo lại nó, nhưng là ngoài đời thực. Đếm ngược cho bắt đầu. Nó bằng gỗ và không có bàn đạp nên rất khó để di chuyển như xe đẩy của quân nít. Phía trước cô ổ gà nhỏ là vết nứt đường, sẽ thử. Đây rõ ràng là phát minh tồi tệ nhất. Này Greg, cười nó đau đớn quá. Ừ, tôi biết mà, tôi sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ phải lái lại chiếc xe này nữa. Phương tiện tiếp theo. Tại Ohio. Chúng tôi đang ở đây vì trên thế giới nó có chiếc xe máy đầu tiên. Họ đã bổ sung thêm động cơ cho những phương tiện được tạo ra này. Đúng vậy, chiếc xe đạp đầu tiên khá nhàm chán nhỉ. Bởi vì cần phải tăng tốc, tăng lên đỉnh là cả tàu vũ trụ nhỉ. Chủ nhân của một trong số chúng là ông Jim. Đây, là loại xe gì vậy? Đây là một chiếc xe chạy xăng dầu. Cậu muốn lái chiếc xe này một lát cơ à? Phải, tôi đang rất phấn khích. Tôi hy vọng ổn với tốc độ 8 dặm trên giờ. Khởi động quay tay y như công nồng, chứ đâu ra quấn nút để xe nổ máy. Ôi, thật là điên rồi anh em ạ. Chậm này, nhanh này. Alright, đã đến lúc thử điều này. Vẫn rất phấn khích dù trận như rùa. Chiếc mô tô đầu tiên trên thế giới. Trông cậu lúc này rất ngầu đấy. Thank you. Tôi sẽ tăng tốc. Ôi man, nó xả khói hơn cả điếu cày. Katana Bro kéo phá hủy chiếc mô tô đầu tiên trên thế giới. Trải nghiệm đó thật là tuyệt vời. Cảm ơn vì đã chia sẻ. Nó với chúng tôi thật là vinh dự. Địa điểm tiếp theo là tại một bảo tàng tại thành phố Los Angeles. Người bạn Casey. Chào mừng đến với bảo tàng xe hơi. Rất hân hạnh được chào đón các bạn. Wow, thật là kinh điển. Lại còn có bán kem ở đây. Nói về nó đi. Nó được sáng chế năm 1886 với cái tên gọi tắt là Motor Wagon, tạm dịch là toa kéo không mùi. Vậy đây là chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới hả? Yes, chính là chiếc xe ô tô vận hành bằng động cơ đầu tiên. Nếu là một tỷ phú vào những năm 1880, thì liệu là sẽ tạo được 100 những chiếc này để dành cho người giàu có phải không? Yeah, chắc chắn luôn, đúng crazy. Thì bắt đầu thôi, tôi đã rất phấn khích. Hãy bắt đầu nắm từ đây rồi giật thật nhanh. Đúng là kinh điển. Chiếc này mới là tốc độ cao, thế thì let's go. Đây là tốc độ nhanh nhất mà tôi từng chạy trên chiếc xe này. Thật à, vậy thì tốc độ tối đa của nó là bao nhiêu? Vào khoảng 9 dặm trên giờ. Nó còn chạy đua thua cả cameraman đang chạy bộ. Các bạn sẽ nói tôi đáng lý ra là phải tự cầm tay lái. Nhưng khi Crazy định chỉ tôi cách hoạt động của nó thì nó bị hỏng. Bảo sao tôi đoán được ra lý do thứ này đã bị ngừng sản xuất. Nhưng dù sao đi nữa, hãy chuyển sang phương tiện tiếp theo. Tại Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Đây thực sự là nơi mà anh em Wright đã lái chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới. Đúng nghĩa đen là chính chỗ này. Thật tuyệt vời. Đây rồi, xin chào Billy, thật tuyệt vời khi gặp ông. Mong là một chuyện ổn, mà đừng quay gần vào tôi. Sorry. Anh em nhà Wright cũng đã phải đi trên con đường này. Cứ như này thì chưa bay được đã thành chân to. Đẩy hoài vẫn chưa tới. Bảo sao phi cơ đầu tiên trên thế giới chân như ếch nhái. Nếu làm hỏng nó thì phải đến bao nhiêu? Đoán xem. 10.000 đô. Khoảng 275.000 đô la đấy. Không thể tin nổi. Thứ này được chế tạo một cách tỉ mỉ tới nỗi nó giống y xì bản gốc. Chất liệu vải giống nhau. Đó là niềm tự hào của những người Hồi giáo phương Tây. Vậy anh em nhà Ryan nặng bao nhiêu cân nhỉ? Họ không to con đâu. Tầm 140-150 pounds. Tôi biết có một anh chàng cùng trọng lượng phù hợp đấy. Là tội.
Vấn đề mà chúng ta gặp phải hôm nay là gió. Nó khiến mọi thứ bay cao, là tốc độ không khí. Đây là phần lái động cơ hả bạn tôi? Hãy nhìn cái thành phía trước mặt cậu, là chỗ cậu có thể đặt tay lên nó, đẩy nó về phía trước. Nó chính là cách đánh lái như một chân vịt. Tôi có thể thấy được bạn tôi sẽ lộn nhào. Sau khi một hồi chờ đón thì không ai dám thử nữa. Chưa danh máy bay không người lái. Phấn khích thì có đấy, nhưng phần nhìn thì nó không khác gì thả diều là mấy. Thật là amazing. Cậu có thể vào bảo tàng và đọc tất cả các cuốn sách về nó. Nhưng thực sự đọc một cuốn sách so với bay trải nghiệm thì nó là rất khác nhau mà không thể nào có được. Thật là kỳ diệu đó man. Cảm ơn vì đã chia sẻ trải nghiệm này. Cùng tới chiếc xe tiếp theo nào. Chúng tôi vừa lái xe 3 tiếng đồng hồ ở giữa vùng nông thôn nước Anh. Chúng tôi đã phải ở trong cái khách sạn ma này qua đêm. Có gì đó ở bên ngoài. Yên tĩnh từ đáng sợ. Tất cả vì em phương tiện này. Chiếc trực thăng bay nhanh nhất thế giới. Nó đã được ngừng sản xuất từ những năm 80. Và đây là chiếc còn hoạt động cuối cùng trên thế giới. Trực thăng nhanh nhất lại còn là một trong những chiếc bay linh hoạt nhất từng được tạo ra. Nhưng trước khi bay, chúng ta phải lên đồ trước đã. Trông tôi thế nào? Amazing. Tôi mong đợi như Tom Cruise. Chúng ta phải gặp những phi công trực thăng thực thụ. Họ hỏi tôi muốn làm gì vào chuyến bay ngày hôm nay. Chúng tôi muốn các anh bay hết ga, hết số, hết nấc càng tốt. Tôi ở đây để làm điều đó. Tôi sẽ không sợ đâu. Tôi không đồng ý. Tôi sẽ sợ tè quần. Chúng ta đã đi 5.000 dặm tới đây, mà không thể không bay hết nấc có phải không? Đúng vậy, có phải là chuyến bay cuối cùng không? Hả? Bạn thấy là cất cánh thôi. Chỉ có điều là nó quá nhanh, không có flycam nào bắt kịp mà ghi hình đâu. Đành phải khỏi cần thắt dây an toàn mà ghi hình cho các bạn xem. Bãi biển thật là đẹp, tăng giảm độ nghiêng lượn không dễ chịu chút nào. Tôi vừa bị hẫng người lên mất trọng lực. Tệ thật đây, tôi vừa y cả ra quần. Hạ cánh an toàn mới có video để xem chứ. Cảm ơn ngài, cảm ơn các ngài, Mr. John. Cũng như lời cảm ơn tới họ. Chúng ta đã đi rất nhanh, đúng là rất nhanh. Tôi cảm thấy mình sắp ói khi nó quay đầu ngang. Tiếp theo là chiếc thuyền nhanh nhất thế giới. Chiếc thuyền trong video này bị nhốt trong một viện bảo tàng rồi, nên chúng tôi đã liên hệ với Husky. Đội này sở hữu hai chiếc thuyền nhanh nhất thế giới ở thời điểm này. Đây là chiếc thuyền của đội đua Husky. Tôi vừa đã biết người lái chiếc thuyền ngày hôm nay này lại là một tay đua lộn nhào, người hùng một thời của tôi. Chính là ông ấy, Travis. Điều này thật là tuyệt vời. Chiếc này nó đạt tới vận tốc 220 dặm trên giờ, sở hữu kính chắn gió loại Mika của phi cơ. Và ông sẽ để tôi lái thử chiếc này chứ? Ừ thì kế hoạch là vậy đi. Ông ấy đang chuẩn bị set up. Tôi không hiểu tại sao họ lại tin tưởng cho tôi lái thử. Chiếc thuyền nhanh, rất nhanh, nên tôi thực sự phải xin phép Hiệp hội Thuyền máy Hoa Kỳ để được lái nó trong vòng 10 phút. Và phi ngay thôi. Để xem nhanh cứ đảo man. Nhanh tiếp coi. Nhiên liệu đốt trong cho những động cơ này chắc còn uống nhanh hơn cả nước lã. Này anh em, nó nhanh tới mức không thể tin được. Thứ này cứ như là làm ra ở một hành tinh khác vậy. Và tôi không muốn lái nó một lần nào nữa. Cùng tới chiếc xe tiếp theo nào baby. Texas, Hoa Kỳ. Chúng ta đang ở trụ sở chính của nhà sản xuất ô tô Hennessy, để lái chiếc xe nhanh nhất thế giới. Như thường lệ chào hỏi thôi. Ống xả đặt cao trên này. Đây là 4 ống xả. Cậu nghĩ tôi có thể lái được chiếc xe nhanh nhất này kiểu gì? Cứ đóng hết ga thôi. Giới hạn tốc độ của ngày hôm nay là vô hạn à? Đúng vậy. Lên xe, đừng dí camera sát mặt tôi. Tôi ổn, chỉ cần lùi lại một chút đi. Đóng nhẹ tay thôi. Tôi biết là nhẹ tay mà. Tôi chuẩn bị khởi động xe. Tôi sợ hô cậu đấy bro. Tôi cảm thấy vinh dự khi được lái chiếc xe này, vì nó có tới 1.800 mã lực ý mà. Để cho dễ hình dung, những chiếc xe máy tay côn ngoài đường như Exciter 150cc hay SH cùng phân phối cũng chỉ có sấp xỉ 15, chưa tới 16 mã lực thôi. Là mắt mũi so với 1.800 mã lực này. Cậu bạn Beans Camera cũng muốn thử trải nghiệm, hét như điên. Tôi cảm thấy như một đứa trẻ sắp phải rời khỏi vòng tay của mẹ. Thôi đẹp, đừng có nói văn kiểu đấy. Tôi đã được tái sinh rồi. Tiếp theo tại Paris. Thành phố của gì, có biết không? Của tình yêu hoa lệ, của tốc độ. Con người đã tạo ra tàu nhanh nhất thế giới trong video đó thực ra là ở Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc lại từ chối thị thực của cả hai anh em chúng tôi. Tôi đã cố nhập cảnh vào đó từ 3 tháng trước. Không sao, thay vào đó ta sẽ đi tàu TGV Train. Chỉ là một con tàu, chuyến tàu nhanh nhất thế giới không tính China. Các chàng trai xấu tính đã ghi nhận nó đạt vận tốc 375 dặm trên giờ. Nó là nhanh nhất mà máy xe có thể chạy trên tàu. Mọi người có vẻ hơi yên tĩnh.
Mọi người thực sự đã ngủ cả trên này. Have a good time. Thế là ngủ theo thôi, không dám nói to. Giống như phương tiện tiếp theo, tại ở sân bay là Boeing 757, được mời lên hãng buồng lái máy bay tổng. Phi cơ Ken, tôi đang rất vui vì được có mặt tại đây với ông cơ trưởng Ken. Tốc độ bay của ngày hôm nay là bao nhiêu? 540 tới 550 dặm một giờ. Cơ mà có cách nào đó tôi được trải nghiệm chỗ ngồi đó không? Tôi giờ là cơ trưởng. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là xe ô tô phản lực. Tôi đã đi 5.000 dặm để tới đây và ghi khúc này cho các bạn. Nơi không chỉ có nó mà còn có cả ô tô tên lửa nhanh nhất thế giới và vài loại xe ô tô rocket khác đã từng được tạo ra. Nhân tiện khoe luôn chiếc xe đạp mới đặc biệt này. Và vì xe này đã ngừng sản xuất rồi nên chỉ có thể trưng bày thôi. Không sao, họ có cho chúng ta ngồi lại máy mô phỏng cũng đã rất tuyệt. Tiếp theo mất nhiều tháng để có thể tìm ra chiếc máy bay phản lực nhanh nhất mà tôi có thể ngồi được vào bên trong mà không cần phải xin phép giấy phép quân sự. Chiếc phản lực này hóa ra lại được đặt tại Đức. Nơi này đúng là một đất nước xinh đẹp, tôi yêu nơi này. Tôi sắp ngồi vào một trong những chiếc máy bay chiến đấu. Nếu bạn không biết, tôi rất dễ bị say tàu xe. Tôi còn có thể nôn ngay trong xe này. Chiếc này chỉ có thể chụp hình phải không? Lực cười. Ngồi ra dáng phi cơ thực thụ, góc quay cũng như phim, xứng đáng lọt vào một trong những tập ngày hôm nay. Cố lên Eric, chúng ta sẽ bị mất cảnh quay với họ. Nó sẽ rất nhanh đấy. Hy vọng là không ngất xỉu khi phi cơ chuyển hướng đột ngột, bởi nó sẽ tạo ra một áp lực quán tính cực mạnh với người ngồi bên trong. Gồng để quay thôi chứ vẫn nôn thốc nôn tháo. Tôi đã phải tới tận Đức để trả tiền cho chuyến bay 90 phút này. Thế nhưng mới chỉ bay được có 5 phút, tôi nôn tới 4-5 lần, tầm 1 phút một lần. Tôi rất xấu hổ. Nhưng để cho các bạn biết rằng nó cực kỳ nhanh. Tiếp theo, tại Mexico. Nơi này có một thứ được gọi là tàu trượt rocket. Anh em đo được thì nó lên tới tận 6.000 dặm một giờ. Phải không? Tôi không đùa đâu. Đó là một con số thực sự họ đã kiểm tra. Nó là một thiết bị quân sự tại căn cứ không quân. Tôi phải có giấy xin phép của quân sự để được tận mắt nhìn thấy thứ này. Tốc độ kỷ lục ghi được của nó là 6.453 dặm trên giờ, được kỷ lục Guinness ghi nhận. Nhờ luôn ông bạn cameraman chạy để xem nhanh tới mức nào. Cũng kinh đấy. Ta phải đứng sau bức tường bê tông này để tránh bị thiêu đốt cháy bởi chiếc tàu trượt rocket. Phải không Phil? Chuẩn luôn. Đếm ngược bắt đầu. Đó, đây mới phải là rocket đúng nghĩa. Đúng là thứ nhanh nhất mà ta có thể thấy tới giờ. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy một thứ nào nhanh như vậy trong đời nào nữa cho tới khi tôi chết, trừ khi cậu bay vào vũ trụ. Vậy thì tới luôn. Điều này thật là điên rồ. Ông Mike, cảm ơn vì đã tiếp đón tôi tại điểm dừng chân cuối cùng của tập này. Tôi đã thực hiện nó suốt mấy tháng qua. Anh em hãy nhìn vào chiếc máy bay nó đi. Nó có gắn động cơ tên lửa với lực đẩy 60.000. Không phải phét đâu. Nó sẽ đưa cậu đi được bất cứ đâu. Các phi hành gia đang bay bên trong tên lửa và họ sắp bước ra ngoài này. Chúng ta sẽ được trải nghiệm gián tiếp của họ và họ đã bay vào không gian. Họ đã làm được điều đó. Hãy mở rộng mọi giác quan của bạn ra, từ hình ảnh cho tới âm thanh. Bạn sẽ có được sự rung động và sau đó là yên tĩnh. Và giờ là ta đang có mặt ở sân bay vũ trụ. Nó là tốc độ cao nhất của tập này. Điều này có thể là cảnh quay quan trọng nhất mà ta ghi được. Tôi hy vọng nó sẽ diễn ra tốt đẹp. Mặc dù không được trải nghiệm bên trong, nhưng đó cũng là tận mắt chứng kiến. Tôi đã bắt đầu video này từ những chiếc xe cổ cùi nhất, nhưng cũng phải rất dạo mới mua được nó, cho tới chiếc tên lửa hàng chục ngàn dặm một giờ. Tôi biết video này hoàn toàn về trải nghiệm tốc độ, thế nhưng ở khoảnh khắc này nó sẽ khiến tôi ngừng lại. Và lần cuối là vào một tháng trước, cô đang trung du khắp thế giới để trải nghiệm từng cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của các phương tiện về tốc độ. Thực sự là một trải nghiệm mở mang tầm mắt đối với tôi. Từ chiếc xe đạp bằng gỗ không bàn đạp 200 năm trước cho tới tận bây giờ, loài người chúng ta thực sự đã có thể bay vào vũ trụ theo đúng nghĩa đen. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, với một tư cách là một con người, chúng ta đã tiến bộ trong một khoảng thời gian ngắn tới như vậy. Sự phát triển về tốc độ cũng cho ta thấy thế giới của chúng ta nhỏ bé tới như nào, và có đó là khả năng vô hạn cho tương lai của chúng ta. Một cảnh đạp xe hồi bé của Eric. Cảm ơn các bạn đã dõi theo. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast.